Sau nhiều lần trì hoãn và 3 lần phóng thất bại, thì mới đây, vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, tàu vũ trụ Artemis 1 của NASA đã cất cánh thành công, mang theo giấc mơ đưa con người quay trở lại mặt trăng sau 50 năm. Đã 50 năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng con người đặt chân xuống mặt trăng năm 1972, nhân loại đã khao khát được một lần nữa thấy con người bước đi trên mặt trăng, tận mắt chứng kiến những hố va chạm lởm chởm, chạm tay vào những cồn cát sỏi đá, hay ghi lại những thước phim chân thực không thể làm giả về mặt trăng. Tất cả những ước muốn chính đáng ấy được gửi gắm vào sứ mệnh Artemis của NASA, sứ mệnh tiên phong đưa con người quay trở lại và định cư lâu dài ở mặt trăng. Khỏi phải nói, sứ mệnh ấy, giấc mơ ấy đã đi vào trái tim hàng triệu người khắp thế giới. Người ta hồi hộp chờ đợi vào ngày Artemis khởi động. Và cuối cùng, động cơ tên lửa mạnh nhất mọi thời đại đã được khai hỏa, đưa tàu vũ trụ Orion hướng thẳng lên bầu trời, tìm tới quỹ đạo mặt trăng trong tiếng hò reo vui sướng của hàng triệu con người. Vậy sứ mệnh Artemis 1 đã được triển khai như thế nào? Nó gồm những nhiệm vụ gì? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Vào trước thời điểm diễn ra sự kiện phóng, những người yêu thích khoa học vũ trụ đã xếp hàng dọc các bãi biển và con đường bên ngoài của Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida để theo dõi phi vụ phóng lịch sử. Vào lúc 1 giờ 47 phút ngày 16 tháng 11 năm 2022 theo giờ Mỹ, tức 13 giờ 47 phút ngày 16 tháng 11 năm 2022 theo giờ Hà Nội, tên lửa SLS, tên lửa mạnh nhất của NASA, mang theo tàu vũ trụ Orion cất cánh từ bệ phóng 39B thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang California, Mỹ. Và đây là những hình ảnh đầy cảm xúc đã được ghi lại từ phi vụ phóng lịch sử. Tên lửa đã tạo ra lực đẩy kỷ lục khoảng 4.000 tấn, trở thành phương tiện phóng mạnh nhất lịch sử bay lên thành công, đánh bại kỷ lục trước đó của tên lửa Falcon Heavy của SpaceX. Nhóm kiểm soát chuyến bay tại Houston cho biết, hai phương tiện của nhiệm vụ Artemis 1 gồm tàu vũ trụ Orion và hệ thống phóng không gian SLS hoạt động bình thường. 3 phút sau khi rời khỏi bệ phóng, tầng đẩy rắn của tên lửa SLS bắt đầu tách ra. Ngay sau đó, hệ thống hủy phóng và vỏ bảo vệ của mô đun thiết bị cũng tách ra khỏi tàu vũ trụ. 9 phút sau, tầng cốt lõi của tên lửa SLS tách khỏi tầng đẩy đông lạnh tạm thời và tàu vũ trụ. Mốc quan trọng tiếp theo là triển khai pin mặt trời của tàu Orion. Việc này được tàu Orion hoàn tất sau 37 phút bay. Bộ pin đang thu thập năng lượng và dữ liệu ban đầu cho thấy thiết bị hoạt động tốt. 54 phút sau khi phóng, thao tác nâng quỹ đạo hoàn thành, tầng đẩy đông lạnh tạm thời khai hỏa trong hơn 20 giây để nâng điểm thấp nhất trong quỹ đạo trái đất của tàu Orion, chuẩn bị cho quá trình khai hỏa chuyển tiếp quan trọng, đưa Orion tới mặt trăng. 1 tiếng 57 phút sau khi phóng, tầng đẩy đông lạnh tạm thời hoàn thành quá trình khai hỏa phóng chuyển tiếp mặt trăng, kéo dài khoảng 18 phút. Tàu Orion cũng tách khỏi tầng này, con tàu kích hoạt các động cơ đẩy như phụ trợ để di chuyển đến khoảng cách an toàn và bắt đầu hành trình tới mặt trăng. Hành trình đến với mặt trăng không hề tẻ nhạt, đặc biệt là khi tàu vũ trụ hướng camera của nó về phía trái đất. Mới đây, NASA đã chia sẻ một đoạn video dài 24 giây được quay từ tàu vũ trụ, cho thấy hành tinh xanh của chúng ta đang dần thu nhỏ lại khi tên lửa tăng tốc. Hành tinh quê hương của chúng ta đang lùi dần về phía sau, một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp mà chúng ta hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng. Còn đây là một hình ảnh màu sống động khác. Sau khoảng 9 giờ bay và đi được 1/5 quãng đường tới mặt trăng, tàu Orion đã hướng camera của nó về phía trái đất và chụp một bức ảnh tự sướng vô cùng ngoạn mục. Các bạn có thể thấy, bức ảnh tự sướng chụp phần cứng của tàu vũ trụ Orion và mặt đĩa được chiếu sáng một phần của trái đất. Hành tinh xanh nổi bật với những gợn mây trắng, giống như một hòn ngọc lấp ló trong không gian. Ở thời điểm chụp ảnh, khoang tàu đang bay cách trái đất khoảng 92.000 km, với tốc độ gần 8.800 km/h.
Phát ngôn viên NASA cho biết, chúng ta chưa từng thấy hình ảnh trái đất từ một tàu vũ trụ kể từ năm 1972 sau nhiệm vụ Apollo cuối cùng cách đây 50 năm. Hình ảnh hành tinh xanh giữa bóng tối của vũ trụ sẽ thu hút trí tưởng tượng của một thế hệ mới, thế hệ Artemis. Chuyến bay Artemis 1 là nhiệm vụ đầu tiên trong kế hoạch Artemis của NASA. Đây là bước khởi động vô cùng quan trọng nhằm thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa SLS, tàu vũ trụ Orion và hệ thống mặt đất. Nhiệm vụ của Artemis 1 sẽ kéo dài 25 ngày kể từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022. Hiện tại, lịch trình của tàu vũ trụ như sau. Tàu Orion sẽ dành 6 ngày tiếp theo bay về phía mặt trăng. Ngày 21 tháng 11 năm 2022, con tàu sẽ bay qua mặt trăng ở khoảng cách gần nhất, cách bề mặt mặt trăng khoảng 100 km. Thao tác này sẽ tận dụng lực hấp dẫn của mặt trăng, đẩy tàu Orion đi xa hơn. Mô đun dịch vụ sau đó sẽ tiến hành đốt lần 2 vào ngày 25 tháng 11 để đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo nghịch hành. Tại đó, con tàu sẽ trải qua một tuần ở độ cao khoảng 61.000 km phía trên bề mặt mặt trăng. Vào ngày 28 tháng 11, tàu Orion sẽ phá vỡ kỷ lục của tàu Apollo 13 dành cho phương tiện có thể chở người bay xa nhất tính từ trái đất, đạt khoảng cách gần 483.000 km. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2022, tàu Orion sẽ lao qua khí quyển trái đất ở tốc độ 40.000 km/h. Đây sẽ là một thử nghiệm lớn đối với khoang tàu và tấm chắn nhiệt khi phải chịu nhiệt độ lên tới 2.750 độ C. Sau đó, con tàu sẽ hạ cánh bằng dù xuống Thái Bình Dương, kết thúc nhiệm vụ Artemis 1. Thật hạnh phúc khi biết rằng, nếu sứ mệnh Artemis 1 thành công, thì chính từ tên lửa này, tàu vũ trụ này sẽ đưa những phi hành gia đầu tiên trở lại mặt trăng sau 50 năm. Việc NASA phóng thành công tàu vũ trụ Orion là minh chứng rõ ràng nhất về việc chúng ta đã có những hệ thống tên lửa đủ mạnh mẽ và an toàn để đưa con người trở lại mặt trăng. NASA viết trên Twitter rằng, chúng tôi đang đi, lần đầu tiên tên lửa SLS của NASA và tàu Orion của NASA bay cùng nhau. Artemis 1 bắt đầu một chương mới trong hành trình khám phá mặt trăng của con người. Nếu chuyến bay đầu tiên thành công, nó sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Artemis 2 sẽ được khởi hành vào năm 2024 và Artemis 3 diễn ra vào năm 2025. Nếu sứ mệnh Artemis 1 là chuyến bay thử nghiệm và không có phi hành đoàn, thì Artemis 2 sẽ thực hiện hành trình tương tự như Artemis 1, nhưng với phi hành đoàn gồm 4 người. Còn Artemis 3 sẽ gửi phi hành đoàn bao gồm một người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên hạ cánh xuống bề mặt cực nam của mặt trăng. Có một điều thú vị đó là, mặc dù Artemis 1 không mang theo phi hành gia nào, nhưng nó mang theo 3 vị khách Manner canh. Đó là 3 hình nộm được trang bị các cảm biến để đo mức độ bức xạ và những thách thức mà phi hành gia sẽ phải trải qua. Chuyến bay lần này cũng nhằm kiểm tra độ bền của tấm chắn cách nhiệt của Orion trong quá trình ma sát với bầu khí quyển trái đất, với tốc độ lên tới gần 40.000 km/h, lớn gấp 32 lần vận tốc âm thanh. Tấm chắn nhiệt được thiết kế để chịu được nhiệt độ lên tới 2.760 độ C. Đồng thời, Artemis 1 cũng sẽ triển khai các vệ tinh CubeSat và thực hiện một loạt các thí nghiệm khoa học để phân tích bề mặt mặt trăng và nghiên cứu các bức xạ không gian ảnh hưởng đến sự sống của tế bào. Trước khi có thể bùng nổ và cất cánh, sứ mệnh Artemis 1 đã gặp vô vàn những trở ngại và thách thức. Hai lần phóng đầu tiên đã phải hủy bỏ trong sự tiếc nuối bởi các vấn đề về kỹ thuật, do rò rỉ hydro và cảm biến nhiệt độ bị lỗi. Lần phóng thứ ba cũng không thể thực hiện bởi yếu tố thời tiết, do ảnh hưởng từ cơn bão Lan đổ vào Florida. Đây là nỗ lực lần thứ tư của NASA và thật may mắn là nó đã thành công. Tuy nhiên, trước khi cất cánh, Artemis 1 vẫn gặp phải những thử thách về mặt kỹ thuật. Khoảng 3 giờ trước khi phóng, nhà chức trách phát hiện tình trạng rò rỉ không liên tục ở van bổ sung hydro lỏng trên tháp phóng di động của Artemis 1. NASA nhanh chóng cử một đội chuyên gia tới tháp phóng để vặn chặt đai ốc ép kín nhằm ngăn rò rỉ.
quá trình kéo dài khoảng 1 giờ. Sau khi xử lý sự cố đó, tưởng chừng hệ thống phóng đã sẵn sàng, thì một vấn đề khác lại xảy ra. Tín hiệu từ một vị trí radar liên quan đến hệ thống phóng bị mất do lỗi bộ chuyển mạch. Vấn đề chỉ được khắc phục khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược 10 phút trước khi phóng. Thật may là cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, hệ thống cũng được phóng thành công. Xin chúc mừng NASA, chúc cho hành trình Artemis 1 sẽ diễn ra thuận lợi và thành công. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng tìm hiểu về sứ mệnh phóng Artemis 1 của NASA, một hành trình đầy cảm hứng, hy vọng và thử thách. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tốt thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!